con đến chợ Đại An á, thì con cũng thay mặt cho cô chú Mạnh Thường Quân ở nước ngoài á, thì gửi đến cô chú 150 phần quà. Thì mỗi phần quà là một bao gạo 10 kg với lại 200.000 tiền mặt. Hôm nay con cũng thay mặt cho cô Đặng Thị Liên tặng cho cô với chú một món quà nhỏ là 1 triệu ha. Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Em rất vui gặp lại cô chú anh chị và bạn ở xã Đại An. Hiện tại thì em đang đứng ở cách vòng xoay khoảng 800m đó. Bên kia là cái vòng xoay 800m. Hôm nay thì em xin gửi đến tất cả cô chú anh chị và bạn những hình ảnh mới nhất của ngôi chợ xưa Đại An. Hiện tại thì em đang đứng ở ấp chợ xã Đại An, huyện Nhà Cú, tỉnh Trà Vinh. Đây những hình ảnh của chợ Đại An phía trong. Ở đây ban đêm thì buồn lắm các bạn, chỉ có cái dòng xoay này có đèn thôi à. Xa xa thì có những cái quán, có một cái bến xe ở đây nữa, không có chân á, buồn lắm, ban đêm buồn lắm. Mình đến đây ngày hôm trước rồi để mình chuẩn bị hôm nay thì phát gạo ở trong chợ Đại An này luôn. Ở bên ngoài này có bán rau củ quả nè các bạn, ở phía sau á thì cũng có bán rau củ quả nữa. Như ở đây là hai khu bán rau củ quả luôn á. Ở đây bà con đi chợ sớm lắm các bạn. Bà bài này mới đi chợ nè. Cái này mới đi chợ hả bà? Dạ chị. Giờ ở đây hình như là bà phân ra hai khu hả? Ở sau em thấy bán rau củ quả nữa. Ở sau em thấy bán rau củ quả nữa mà ở đây cũng có nữa, là có chi khu không? Dạ. Vậy bán ở đây không hả? Không bán phía sau hả? Dạ. Ở đây người ta đi chợ sớm không chị? Dạ. Một giờ ta đi rồi. Dạ, tới khoảng 7 mấy là ta về hết rồi hả chị? Dạ. Vậy này ta đi lê gai thôi ha. Dạ, em cảm ơn chị nhiều nha chị. Dạ. Dạ. Ồ, ở đây đi chợ, bà con đi chợ sớm lắm các bạn. Chị nói là khoảng 1 giờ là người ta đi chợ rồi. Cái này khoảng 7 giờ rưỡi. Ở xã Đan này khoảng hơn 60% là bà con người Khmer các bạn. Chuẩn bị về hả chị? Chị chuẩn bị về hả? Dạ. Ngày này 7 rưỡi mà chị về sớm ha. Dạ. Dạ. Ở đây khoảng 7 rưỡi là bà con chuẩn bị về hết rồi. Bán hết hàng hả cô ơi? Cô bán hết hàng hả? Còn đây hả? Dạ dạ. Này là dọn qua bên kia ha. Dạ. Ở này là cô dọn qua bên kia, chứ không phải là cô về nha. Đây cô bán đột bí đỏ. Này là cô chồng hả cô mua cô? Chồng mua mà. Dạ. Dạ chị. Dạ ở đây là cái khu này là bà con người Khmer bán không hả chị? Dạ. Rồi ở phía sau. Em. Dạ. Ồ vậy là phân ra thành hai khu hả? Em thấy ở phía sau cũng bán rau củ quả nữa. Dạ, mê gì ạ? Dạ. Trộn nhau. Dạ. Còn ở đây là người Tàu. Người Tàu hả? Người Tàu. Dạ. Cái đó người Tây. Người Tây à? Cô bên đây là người Tây. Dạ. Dạ. Ở đây là có một cái đặc luôn à, Abrak Abrun nè. Abrak Abrun hả? Abrak Abrun. Là nghĩa là gì chị? Dạ. Nghĩa là gì? Cái câu mà chị nói Abrak Abrun là gì? Ngày mơ. Ngày mơ. Ngày mơ là gì chị? Ngày mơ là nói coi. Nói coi. Dạ. Ngày mơ. Nói coi. Là... Rồi, em nói rồi. Em ở bên đâu? Dạ, em ở bên An Giang á. An Giang. Dạ. An Giang cũng có người Khmer vậy. Dạ, có nhiều lắm.
ở Tịnh Biên chi tôm nhiều lắm. Dạ. Chị bán sáng giờ gần hết hàng rồi. Hết rồi. Dạ. Dạ. Em đi tới đây 6 giờ mấy lận. Em tưởng đâu là bán đông tới 7 giờ mấy mới hết. Ở đây 12 giờ 1 giờ luôn á, ta nhớ. Dạ dạ. Ta nhớ 1-2 giờ hả chị? Dạ dạ. Rồi, em cảm ơn chị nha. Quay làm gì vậy? Em đi đâu? Dạ, quay YouTube. Coi coi làm mai cho tôi người để quay luôn. Thiệt hả chị? Thiệt luôn. Ngày mai người. Dạ. Ở đây có hai khu bán rau củ quả luôn các bạn. Mai luôn. Dạ. Đây các bạn. Lâu lắm mới gặp đọc bí đỏ. Đây khu chợ phía trước là cô nói là bà con Khmer bán các bạn. Còn phía sau á thì cũng có bán rau củ quả nữa. Phía sau thấy mình đông đúc rộn ràng lắm. Đi mấy cô đi chợ ăn cháo nè. Mình sốc spaghetti. Dạ, con ở An Giang. Mấy cô đi chợ hay là đi ăn sáng? Dạ, dạ. Đi chợ mua đồ ăn rồi ăn sáng luôn chứ không phải đi bán ha. Dạ. Mấy người kia mới đi bán. Dạ. 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 Vậy là khu ở đây là mấy cô người Khmer không à? Dạ. Cô nhà mấy nhà cô gần đây không? Dạ. Con ở An Giang lần. Cô lên An Giang lần nào chưa? Dạ, An Giang Châu Đốc á. Dạ. 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 Con cảm ơn cô nha. Dạ, cúng với bà hả? Dạ. Ngày 23 tới là tới nữa này con. Mà bữa nay là ngày 17 rồi. Dạ, cảm ơn mấy cô nha. Đây là con bán rau củ quả nhiều lắm. Sáng bán đường cô. Dạ. Dạ, con đi về phim chợ. Dạ. Con ở An Giang lần. Dạ. Nhà cô gần đây không? Ấp Đông Xuân hả? À dạ. Con ở An Giang lần. Ở trên con cũng bà con Khmer nhiều lắm. Dạ. Rồi, chúc cô đắt hay cô? Đây cô bán rau cô bán rau củ quả nè, chị bán đây luôn hả chị? Dạ có cho nhiều luôn chanh nè. Dạ em ở An Giang, chị biết An Giang không? Dạ. Dạ đây đó An Giang. Đây đó An Giang chị. Chị bị đau gắn gì mà chị hả? Rồi có chị nghe em nhá. Min sub spaghetti mới học, mới hỏi đường câu á. Mới học đường câu ba ti. Dạ bên đây là mình trong chợ Đại An các bạn. Mình đi vô bên trong nha. Chợ Đại An ở đây á, mình ở đây xã Đại An mình rất là thích ở đây, tại vì ở đây vẫn còn một cái nét gì đó gọi là cổ xưa các bạn. Còn có những cái ngôi nhà tranh, những cái quán tranh nhích lá như này nè các bạn. Đó, những cái quán, những cái ngôi nhà mà mình gặp là mình thấy mình nhớ lại cái cảnh hồi xưa nhà mình á, cũng nhà lá, trời mưa là dột không có chỗ ngồi luôn á, nước ngập là mới là ngập tới nóc luôn á. Đây có cái nhà làm chợ nè. Giờ đây là cái nhà làm chợ luôn hả chị? Dạ. Cái nhà làm chợ này mưa dột không ta? Dạ. Chị bán đây lâu rồi hả? À, cũng lâu rồi.
bên đây người ta không bán hả chị? Có, ta dọn. Dạ. Thì sao người ta không làm lại cho nó mới hơn á? Dạ, em thấy giống như chợ cổ vậy. Đây chị bán trái cây các bạn. Sáng giờ chị bán được không? Thế hả? Để mua tiếp chị nha. Rồi, nho là bán như bên sao chị? Nho đó lấy 160 cho. Dạ, lấy em nửa ký nha. Cho mày luôn ha. Nửa ký thôi. Tại ăn hết. Đây trái na các bạn. Trái na phải không chị? Cái đó làm cái cây bắn cầu. Dạ, giống trái na quá. Trái na. Nó có biết cái gì đâu, cái cây bắn cầu vậy. Dạ. Để qua đây mua nhãn ủng hộ tiếp chị coi. Nhãn bán sao chị? Nhãn 30. Nhãn 30 hả? Vậy chị lấy em ký nha. Ký nhãn. Lát dọc đường đi ăn lai gai. Đi dâu các bạn. 5 ký dâu đi. Qua đây mình mua chôm chôm. Bán em ký chôm chôm chị? Dạ, chôm Thái luôn ha. Chôm Thái mà người Thái bán chôm chôm Thái luôn. Nhìn chị giống người Thái thiệt bộ. Giống. Dạ. Chị bán cũng rất là nhiều. Có nho đó các bạn. Đó. Có măng cụt. Có nho. Bây giờ tới mùa măng cụt hả chị? Cái đó măng cụt Thái, cụt mình chưa bán. Dạ. Người Thái bán đồ Thái không mà tờ nho Thái luôn phải không? Nho Thái luôn hả? Thái luôn hả? Dạ. Chị lấy dòng Thái không? Thấy luôn. Bọn Thái luôn hả? Bọn Thái luôn hả chị? Dạ. Cho em gửi tiền. Dạ, ngon chị. Vì đây gặp ba chị bán trái cây mua ủng hộ bà chị luôn. Cảm ơn chị. Gửi tiền chị. Cái bán này à. Dạ, cảm ơn ba chị nha. Để gấp em lát em đảo qua lấy nha. Dạ, cảm ơn chị. Rồi, em đi nghe chị người Thái. Dạ, muốn gì Thái ở luôn. À, chợ này mưa thì nó có đụng đậm nước đây các bạn. Mình đang đi thẳng vô chợ Đại An các bạn. Ở đây có mấy cô bán nữa nè. Đây có hai bên cô bán luôn. Đó. Đây cô bán nè. Min là nâng supply by man. Là câu hỏi này là giá bao nhiêu của cô? Dạ. Con mới hỏi đừng câu Khmer đó. Dạ. Bởi con nói cứng quá cô không nghe em gõ không? Không được phải không? Dạ. Đó, cô nói giống con. Cô dạ. Dạ. Con học mới học hồi nãy không phải á. Cô nói lại cái câu đó em con nghe cô. À. Kia là con nói không giống rồi. Bởi con nói cô nhìn con hoài không biết nói cái gì. Dạ. Dì hỏi tiếng Việt đi cho nó chắc ha. Rồi. Miếng này là nhiêu cô? Miếng nhỏ vậy là 2.000. Dạ. Vậy đó con 5 miếng nha. Dạ. Mình hỏi bằng tiếng Khmer mà cô đứng hình luôn. Dạ. Không có nghe Khmer đâu. Dạ. Không à. Dạ. À, sao cô nói tiếng Khmer gành vậy cô? Cô ơi. Cô Khmer gặt hả? Dạ.
bên hỏi cô đứng hình luôn. Để mua bánh tét này, bánh tét gì cô? Dạ. Dạ, tét ngọt. Bánh tét tiếng Khmer nói sao cô? Nùm lót. Nùm lót. Dạ. Bán con hai đòn đi. Bánh tét này cô gói hả cô? Dạ. Là gì cô? Mua cho hết. Mua cho hết hả? Dạ dạ. Mày phải con ăn hết là con mua hết luôn à? Bánh tét. Bánh tét hay con nói là gì? Con quên rồi ta. Nùm lót. Nùm lót. Dạ. Nùm lót. Chị bán gì mà chuẩn bị về chị? Hết hả? Dạ. Ở đây bán sớm hả chị? Dạ, 4 giờ ra rồi. Chị này dọn về luôn rồi. Con cảm ơn cô. Okun. Okun nè. Ở bên đây cũng có cô bán bánh tét này, đoàn lớn các bạn. Dạ. Con cảm ơn cô. Đây cũng có cô bán bánh tét nữa nè. Đoàn lớn là nhiêu cô? Dạ, lấy con đòn luôn. Này là cô gói luôn hả cô? Dạ, dạ. Cô bán chợ này lâu chưa? Ba mấy năm. Ba mấy năm rồi, dạ. Là đó, thành lập chợ là năm 80 phải không cô? Thành lập chợ ở đây khác, có bán rồi đó, trên đó là chợ đầu trên đó. Dạ, chợ lúc trước là bên trên đây hả? Bây giờ thấy ở đây nó cổ, chợ cổ luôn rồi. Còn chợ bên đây là mới xây à? Dạ. Từ đó quay lại hồi đó không khó đâu. Dạ. Hồi đó ngồi ngoài nắng vậy đó, người lấy cái xung cha vậy. Dạ. Bây giờ mới có được vô quay. Dạ. Cũng lâu à, vô dạ. Này cũng phải 8 năm rồi đó. Cái nhà làm chợ này lâu ha con. Cái này là cũng mới xây đó. Dạ, mà nấu nướng gì mà giết mà nó đang thui ta. Nấu. Dạ. Nấu lên chiên đồ bán á. Dạ. Ở đây thì cũng thấy ha. Mình bán cũng có chiên gì mình cũng chữa xuống nè. Dạ dạ. Vì là cái nhà làm chợ này là xây lâu rồi. Còn cái nhà làm chợ này là mới. Dạ. Hồi đó là bán ở trên đó, đó là nhà chợ trên đó. Dạ, nhà chợ làm chợ trước là trên đó. Trân gửi tiền. Rồi, con cảm ơn cô nhiều nha cô. Bán ở đây 30 mấy năm rồi đó. À, 30 mấy năm rồi. Tại con thấy nhà làm chợ để năm 1980. Phải không cô? Mà tháo ra hả? Mà tháo nhà làm chợ nó ra hả cô? Bỏ hết rồi. Dạ. Xây cái này xuống đây là chợ dở hết luôn. Dạ. Rồi con cảm ơn cô nhiều nha. Dạ. Mới quay xong. Đây chợ Đề An các bạn. Cô nói là cái chợ Đề An trước á thì tháo ra rồi. Đây là chợ Đề An mới. Chợ đang cũ đó, có để năm 1980 các bạn. Cái này chợ đang mới xây thôi. Rồi mình sẽ đi qua bên hông chợ nha. Xíu nữa mình sẽ đi qua bên kia trong cho cô. Cô ăn bánh. Đi vào phía bên nhà bên trái nhà làm chợ các bạn. Thì phát gạo cho bà con ở đây. Ở xã Đề An. Ở xã Đề An đây các bạn thì đa số bà con là người Khmer á. Cái mình thấy là rất là nhiều bà con khó khăn đó các bạn. Nhà lá không à. Nhìn rất là khổ, không biết là mưa có dột không nữa. Mình đi một vòng mình thấy có rất là nhiều nhà lá. Đây có chị bán dừa. Chị chặt hai dao là có cơm ăn à. Thấy cơm à. Chị chặt mấy dao là được nước dừa chị? Ba dao rồi hả?
Dạ em ở An Giang lần á. Để kiếm một lát coi chị chặt ba dao. Bán em bọc nó vừa nghe chị. Để coi chị chặt luôn ba dao nha. Rồi ba dao nó không ra nước rồi làm sao? Thì thêm bốn dao. Làm chừng nào nó ra thôi ha. Wow, cơm dày quá trời dày luôn nè. Chị kêu gã chồng kìa chị. Chị thấy cái hai nó đánh lại đó chị thấy rồi. À. Vậy là chị chưa chồng hả? Ba con. Ba con. Bây giờ chị bắt đầu chặt ba dao nè, một dao, hai dao. Bây giờ nó có hai dao là nó ra rồi. Mới hai dao hả? Dạ, mới hai dao à. Hay quá. Ta ba dao chỉ có hai dao à. Ủa giờ này dưa gì vậy? Dưa, có gì dứa không? Không có gì dứa. Dạ. Ở trên em ta có bán gì dứa nhiều lắm. Trời ơi, đó đúng luôn. Đây. Đó đúng luôn. Bưng tới chỗ luôn hả? Đây nước dừa các bạn. Đó, à, lấy ghế, đó luôn. Nhìn giống trái gì dứa quá mà không phải. Dạ. Dạ. Như chị. Dạ, có nút không chị? Dạ. Có nút chứ không có nút. Em để không ngoài còn phải ăn lấy ra tao uống sao nha. Dạ dạ. Rồi cảm ơn chị. Rồi em đi chị. Dạ. Mình đây có gì bán cây nãy giờ chọc chị bán dừa nè. Mình mốt chị bán dừa đi lấy chồng là chị với cây buồn nha. Rồi em đi chị ơi. Ở chợ quê là như các bạn, bà con trải đất bán không à. Ở phía sau cũng rất là nhộn nhịp luôn phía sau. Đây có cô bán chuối chiên. Chào cô bán chuối chiên. Đây. Dạ, con đi quay chợ quê. Ở đâu mà? Con ở An Giang lần á. Dạ. Dạ. Con đi lai gai là đi tới đây luôn á. Chứ không phải là con đi lần một. Cô bán chuối chiên với lại bánh lá tre, bánh lá dừa chứ. Bánh lá dừa mà, hết rồi. Ở đây cô bán sớm lắm hay không? Rồi. Dạ. Chợ quê thường bà con đi sớm lắm. 2 giờ mấy chứ? 2 giờ mấy ta ra rồi. 2 giờ mấy là đông không cô? Đông. Chợ ở trên á, 2 giờ mấy chợ. Dạ. Dạ, con cảm ơn cô nhiều nha cô. Đây cô ăn trái cây với sầu riêng. Gõ như là biết chín hay không hả cô? Gõ là chín là biết. Dạ. Gõ chín biết rồi. Nó kêu chín 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 hả cô? Phật 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 là chín. Vậy là cái này chín không cô? Chín. Quay đem đi đâu đây? Dạ, con quay YouTube cho mọi người xem chợ quê. Chợ quê phải không? Dạ. Dạ. Kéo con chạc đúng không? Dạ, dạ kéo. Xấu quá à, lên YouTube cái gì vậy ông ơi. Nói chứ dễ thương mà cô đâu càng xấu đẹp đâu. Ngon lắm. Dạ. Wow. Cái này là của chồng hả? Cái này mua tại gãy cái dạ. Hàng này nó không có nhúng thuốc. Dạ. Nó hàng ngon. Này là chín cây hả? Chín cây. Nó không phải chín cây nhưng mà tẻ hàng già nó dạ. Không nhúng thuốc, nó dạ. Da nó xanh vậy nè. Dạ. Còn nếu mà hàng nhúng thuốc là cái màu nó vàng. Dạ. Wow. Cái này là cô ấy muối luôn hả? Ấy muối tách ra bán ký anh này. Nè ha, vỏ mỏng thế nè. Dạ. Một ký như cô? Ký muối thì 250, còn nguyên vậy thì 80. Dạ. Còn lâu nữa mới gặp cái nhỏ nhỏ mà nó ngon vậy nè. Cô lấy con trái luôn nha. Cái này hả? Cái nào? Dạ. Ăn liền chưa? Dạ lấy luôn. Luôn ha. Cô đâu có gỏi cái này cô chín không? Muốn ăn liền phải không? Dạ. Cái này chín nè. Nó chín chín. Nó không chín là nó vậy thật. Nè chín là bập bập nè. Cái này nó chưa nè. Con này là chín chín chín. Cái này là muối bự lắm nè. Dạ. Ký rưỡi. Dạ, lấy con như đó luôn đi. 120 ha. 120 cái bọc màu xanh lại không. Đây mấy trái sầu riêng nhỏ nhỏ không các bạn. Có giấy báo nó là mấy mà thôi. Lót cho chúng này đổ. Đây là cái măng bự với ta.
nó bự hơn cái đùi mình đó đó các bạn. Cái đó măng ở vùng ngoài luôn hả cô? Ở Đồng Nai. Bán đài nha, bán xong lên đài nha. Bán á, từ từ. Ở đây được lên đài. 120 cậu. Dạ. Dạ. Nói ra 15 ngàn nữa cái. Chưa chứ chuyên lên mà chưa nói nè. Đây các bạn. Cái muối sầu riêng chị tách ra rồi nè. Giờ sầu riêng này là tên gì chị? Ghi 6 ha. Dạ. Cái này đã có rồi. Dạ 120. Dạ. Còn đây là những trái bơ nè các bạn. Mình cũng thích ăn sầu riêng lắm. Trái bơ. Bơ này bơ gì chị? Bơ sáp. Dạ. Dạ. Cái này là hai mẹ con hả? Không, cái này hai chị em. Hai chị em hả? Cái này ngon lắm. Dạ, xin lỗi nha cô nghe cô. Có sao đâu. Dạ. Anh lấy bán không kịp mà phụ. Dạ. Cô kinh nghiệm bán sầu riêng mấy năm rồi cô? Hai mấy năm rồi. Hai mấy năm rồi. Cái này chín nè, còn cái này sống ở vậy nè. Dạ. Ha, nó cạch cạch có cái cục cục vậy nè. Dạ. Cô hay quá. Bữa nào theo cô học nghề. Học cái cực khổ tôi quay về phải chết. Dạ. Rồi con đi cô ơi. Con đi chị. Đi. Quên. Hai chị em mà quên. Đây là phía sau chợ các bạn. Hồi sáng mình đi ngang thấy nhộn nhịp lắm. Nhưng mà bây giờ nắng hơi lên nè. Nên mọi người đi chợ ít lại à. Phía sau là chợ cá các bạn. Phía sau bán cá nhiều lắm. Đây chợ cá chợ thịt phía sau. Chợ này mình thấy là toàn là cái nhà làm chợ bằng tôn không các bạn ơi, mà nó cũ lắm rồi. Cambo nó có chín liền vậy. Dạ. Em đi quay cảnh chợ. Chị bán dịch hả? Đây cảnh chợ buôn bán buổi sáng các bạn. Ở phía sau vẫn còn nhộn nhịp chợ cá nha. Chợ rau thì mấy cô chuẩn bị dọn về hết rồi. Dạ, cho mọi người xem, tất cả mọi người xem luôn. Dạ. Chị bán trái cây của chợ. Bán trái cây của chợ hả? Dạ. Hồi nãy phía trước thì có mấy cô bán trái cây nhiều lắm. Dạ. Đây sáng gì chị bán mỗi người thì có những loại trái cây khác nhau các bạn. Chị bên kia thì bán nho với lại măng cầu, chị bán cốc với lại mặn. Cốc mặn. Dạ. Sáp nè. Dạ. Sáp vừa sáp luôn. Mình sẽ đi quay dòng chợ cá cho mọi người xem nha. Cá chẽm bự nữa các bạn. Con này con cá gì giống con cá sơn, có chị giống cá sơn luôn. Không biết phải cá sơn không? Cá chẽm. Con cá này nè, cá chẽm. Cái này nè. Cá lưỡi châu. Cá lưỡi châu. Dạ. Con này phải không? Không. Cá bự con là cái cá bên đó. Dạ, cái bên đó. Con cái bên này nè. Em biết cái gì luôn. Giống cá sơn nước ngọt á. Đây là cảnh chợ cá các bạn. Đây là gian hàng bà khía của cô nè các bạn. Rồi ở đây là có nên cô bán luôn hả cô?
Dạ, nãy giờ con đi một vòng không thấy. Dạ. Vì hay thu hả? Dạ. Ở Đại An. Dạ, vì vì thu, vì hay thu. À, bán ba khía các bạn. Con khía này còn nhỏ hay không? Dạ. Dạ. À, dạ. Ở đây mấy cô với mấy chị ai cũng vui vẻ hết trơn các bạn. Dạ, em chào chị. Dạ. Ở đây mọi người thoải mái lắm các bạn. Chị bán cá biển nè. Đó, còn cá biển. Ý là con cua biển. Dạ. Dạ. Dạ, cô này là chị nuôi vuông hả? Không, cua này chị bán con ta. Dạ, chị căn con ta. Cô bán mấy giờ mới về cô? Cô bán đây tới 10 giờ mới về. Dạ, 10 giờ là cô về. Cháu tôi thấy có khía. Dạ, dạ, dạ. Hy vọng rằng cháu của cô sẽ thấy cô với bà khía. Tại vì em chợ thấy có mình nên cô bán bà khía. Dạ, dạ. Cảm ơn cô, cảm ơn chị nha. Wow. Cô, cái này là con cái gì vậy cô? Cá dồ hả? Dạ. Con tưởng đâu cá lăng không à? Dạ, giống cá lăng. Đâu quay biết quay vậy? Dạ con ở An Giang lần á. An Giang à? Dạ. An Giang có xa mà. Dạ đúng rồi cô. An Giang Châu Đốc không? Dạ con gần cách Châu Đốc 20 cây á. Nhà lên An Giang, quay lên An Giang. Nhà cô đâu mà sao cô biết Châu Đốc vậy? Dạ cô đi ngoài, cô đi An Giang ngoài. Dạ. Nhật đấy cô đi Long Xuyên nữa. Long Xuyên An Giang mà. Dạ. Nào cô đi Long Xuyên. Chủ nhật. Nhật à. Nào đi con có Giang cô về chảnh nha. Dạ. Vậy? Dạ. Nhà ai? Con đi quay phim thôi à chứ con không đi dạ, nhà chứ. Dạ. Nhật xe từng tới này nè. Dạ, cô đi đi với bà hả? Đi với bà tại vì ông kêu đủ 3 người. Dạ, đi 3 người. 17 chỗ. Dạ, 17 chỗ. Bao xe đi rồi. Dạ, nào cô lên chảnh cô hẹn con đi chung với nha. Ăn ra chứ đâu có ngoài á. Dạ. Dạ. Rồi con chúc cô khỏe nha. Dạ. Dạ, con đi quay phim chợ không ạ? Nếu mà có duyên thì con với cô gặp lại nữa. Dạ. Nếu có duyên con gặp lại ở An Giang. Dạ, đúng rồi. Dạ. Con cảm ơn cô. Có dạ chưa? Dạ chưa. Dạ nó có dạ. Dạ. Đây chuối các bạn. Dạ đẹp dễ thương. Dạ, An Giang. Ở đây gần cảng cá các bạn. Hồi sáng mình lại cảng cá Định An á. Thì cảng cá này vắng lắm. Bà con không có đi ra biển. Chỉ là ghe đậu thôi à. Thì ở đây em thấy bán toàn cá biển không hả chị? Dạ. Không có cá nước ngọt ha. Ở đây em thấy gần cái cảng Định An á, gần biển á. Và em thấy cá nước mặn là nhiều á. Đây có cá lóc nè. Rồi cá bóng nữa. Cô ở đây là con cá ngát hả cô? Đúng rồi. Dạ, con cá ngát. Nhìn nhịp giống cá dê á. Đây là cá lóc. Nè, Đài Loan không có da. Đi quay vậy. Còn đây là con cá thở nè. Cá bóng cô. Cá bóng. Cá bóng nước ngọt nha. Cá bóng dừa. Ở đây là cá bóng dừa nhiều ha cô. Cảm ơn cô. Bên đây còn có con cá ngát quá trời bự luôn nè. Cá ngát quá bự luôn. Đây cá ngát bự nè. Giờ cá ngát này nuôi hay là thiên nhiên cậu ơi? Thiên nhiên không ha? Dạ. Con này chắc 2 kg á. Cá này là thiên nhiên kiếm mấy à? Dạ, cá này là nấu bên chua ngon lắm các bạn. Dạ, đúng rồi. Dạ. Cô lạc cũng ngon lắm. Dễ dạ. Ăn lắm cá này. Cá
cá này nước biển nước ngọt nó mặn chị? Nước mặn nó ngọt thì nó cũng sống ở đó nữa, ngoài sông á. Dạ. Sông lớn á. Dạ. Chị bán ở đây là lâu rồi hả chị? Dạ dạ. Dạ cảm ơn chị nhiều. Đây cũng có cá ngát đủ quá. Rồi mình sẽ đi vòng qua đây quay cho mọi người xem nha. Đây có bà bông chuối nè. Ủa bà, cái này là gì bà? À, mắm chuối, mắm tép. Mắm tép hả? Ừ. Cái này là bà làm hả? Làm để ăn đó. Dạ, để con bóc lên con quay cho người xem nha. Mắm tép. Dạ. Mắm nó ngon lắm. Dạ, tép này nè, là tép nước mặn hết ngọt à. Tép các bà, cái tép nhà luôn. Ừ. Dạ. Rồi mặn nhiều quá không? Dạ. Bà bán chuối với lại cái này không hả? Bán cái này. Dạ, ở nhà bà gần đây không? Gần. Dạ, vậy là bà đi xe đạp lại. Đi xe đạp, dẫn xe đạp lại hả? Dạ. Bà ra đây lúc mấy giờ bà? Lại tới 6 7 giờ tôi cũng đợi sáng bé rồi. Dạ, đợi sáng bé hả? Con ở An Giang lận á. Quay cái này trên YouTube gì đó hả? Dạ dạ, con đi quay YouTube. Này là cái gì? Đứa con ở đây đó An Giang. Này cái gì? Con YouTube đây đó An Giang. YouTube đây đó An Giang hả? Dạ, bà có coi không? Coi luôn, coi chuyện quá. Rồi Thanh Hậu, rồi Tấn Dũng, rồi Châu Phú rồi đó. Dạ, Tấn Dũng là anh Tấn Dũng là trên con á. Ờ, Tấn Dũng rồi Châu Phú, Tấn Dũng nó giòn quá. Dạ dạ, ổng An Giang với con nè. Vậy đó hả? Dạ dạ. Rồi Thiện Quá rồi nữa. Dạ, anh Thiện Quá là ở Trà Vinh hả con? Ờ, Thiện Quá. Dạ dạ. Đây là chuối của nhà cô chồng à. Chuối này là mua bằng bánh rồi nhiều quá đó, rồi mình không hết cho dạ, bán. Bằng bánh bán hả con? Bán chuối luôn hả? Ờ, bán chuối chết nhiều quá mà không hết. Cô mua chuối đi cô. Cái này mấy thằng này đi quay YouTube nè. Biết rồi, nói nhìn quay cái căn nhà mà. Thì non rồi nó quay YouTube nó gần chết. Con bữa luôn. Cô về nhớ coi con với nha. Cái gì kêu cái gì vậy? Đứa con là đây đó An Giang. Đây đó An Giang. Dạ. Tôi thì tôi coi mỗi bữa là Tấn Dũng cái Châu Phú rồi Thiện Quá. Cô coi trên TV hay là trên điện thoại? Cô Ngọc Tấn có điện thoại cơ. Dạ dạ. Dạ. Để con mua ủng hộ bà nãy chuối ha. Người mua không chích đi rồi trả lại mới lấy hả? Con gỡ con lát đã dần lấy. Hay là một cái cây rồi. Mua cái gì? Con mua chuối. Mua mắm thì ngon, mắm thì ngon hơn mắm An Giang. Người ta chưa mua chuối thì bán chuối đi cậu. Chịu cái nào thì bán cái đấy. Dạ dạ. Con lấy nãy nào? Con lấy nãy nào nhỏ nhỏ. Dạ. Sao thích nặng cái gì? Phụng nãy nào là lấy nãy đấy. Dạ, lấy con nãy này đi. Nãy này, nãy này. Dạ, bà dạ. Sáu dùm cho qua đó lấy cái bọc cho tôi, bà Sáu sắp dỗ ra luôn. Dạ. Coi quá à. Dạ. Vậy cái này cứ ra đi lên mạng, nó mới mạng, coi chuyện mình cũng được mà. Dạ. Bà hai bác con cái nãy là đẹp dưỡng rồi, ăn vô con nó xuống. Một nãy là 10 ngàn ha. Dạ, con gửi. Dạ. Con chắc ngay đó. Con chắc ngay cửa nhà rất lớn luôn kìa. Không còn xe đâu, không để lại luôn. Con ở An Giang con đi qua dài tới đây luôn á. Dạ, dạ, dạ. Đi theo chợ, theo đường. Dạ, dạ. Dạ đó. Dạ, ba, con ba con đẹp trai, con ba đi ấy mà không chịu đi bằng với ta bằng hồ, tùy không á. Chịu chứ bằng. Dạ. Nó gái nó mần nó bán cái gì già còn cái mần nội. Dạ. Ừ, đi chùa đi đồ vậy nè. Dạ. Ai đi chùa đâu cũng đi hết trơn nha mà cái mần mần nội và cháu mần hết nổi rồi. Dạ. Con gửi cho bà 200 ngàn nè.
cho bà vậy? Cho bà vui thôi. Dạ vậy con dạ vậy con cảm ơn bà nha. Dạ chúc cho con gặp nhiều may mắn, đi quay đâu cũng được hết á. Dạ chúc cho con mạnh khỏe, được làm là có công đức. Dạ không có gì không bằng công đức đâu con, tiền bạc như cũng xài hết, công đức mình còn hoài. Dạ dạ thấy không. Dạ bây giờ theo người ta đã nhận gì cũng nhận gì, cho ai cổ gì còn cho. Dạ gì thì già thì dạ. Mình làm công đức mình bòn ngón, bây giờ nước cũng nhỏ giọt giọt từ lâu cũng đầy mái à. Dạ dạ con cảm ơn dì nhiều nghe dì, con chúc dì nhiều sức khỏe. Con được gặp nhiều may mắn, đi quay là cho trên cộng đồng mạng người ta xem. Dạ đó vậy đó. Dạ con gác nghe bồi công đức cho con ơi, đánh nửa mình gặp với nhau. Dạ dạ phá nửa giờ hội á mình gặp với nhau. Dạ con cảm ơn dì. Rồi cảm ơn dì dễ thương quá. Cho con sức khỏe dồi dào, mạnh khỏe bình an ha. Dạ con chúc dì sức khỏe luôn nha. Rồi lấy chừng nữa rồi về mình gặp nhau. Nhìn dạ. Bà quên nhìn nhau. Dạ. Gì nhé mà con chưa? Đó, rồi. Dạ có duyên gì gì cháu mình gặp lại. Rồi có duyên gặp thế nào. Dạ. Cũng có duyên mình gặp à. Dạ, con cảm ơn gì. Cái ngày đại hội mình gặp với nhau. Dạ. Mình có gửi tiền cho gì mà gì không có lấy. Hôm nay là ở cuối chợ các bạn. Hôm nay có một đường đi vô trong sóc nè. Ở đây thì đa số là bà con Khmer sống đây không à. Cô ơi, cái đường này mà đi vô xã nào vậy cô? Đi vô Đồng Dương Đình. Dạ, Đồng Đình. Dạ. Trong đó có chùa không cô? Hả? Có chùa Việt á. Chùa Việt hả? Dạ. Dạ, dạ. Dạ. Ta đang xây chùa. Dạ, trong đó gọi là Dòng Đình. Dòng Đình. Dạ, con cảm ơn gì? Dòng Đình. Dạ. Đây mặt một cái ngôi chợ quê mà mình thấy cổ lắm. Ở bên đây là khu vực bán đồ ăn sáng. Bên đây đồ ăn sáng bên đây. Đây những cái nhà lồng chợ bằng cái mái tôn các bạn. Nó đã cũ hết rồi. Đây bán ăn sáng nè. Cái xe chở gạo này đó các bạn. Hôm nay thì tại chợ Đại An mình sẽ thay mặt cho tất cả các chú Mạnh Thường Quân tặng cho tất cả bà con ở đây là 150 phần gạo. Và mỗi phần là có một bao gạo 10kg với lại 200.000 như chú anh chị và các bạn. Dạ con xin chào mấy cô mấy chú. Hôm nay thì con đến chợ Đại An á, thì con cũng thay mặt cho cô chú Mạnh Thường Quân ở nước ngoài á, thì gửi đến cô chú 150 phần quà. Thì mỗi phần quà là một bao gạo 10kg với lại 200.000 tiền mặt. Dạ. Thì con xin phép đọc tên cô chú Mạnh Thường Quân nha. Dạ, cô Nguyễn Thị Phương Nga 9.720.000, chú Từ Phong Bùi 6.900.000, anh Stever Huy Đồng là 4.600.000, bác Lê Hớn 6.900.000, anh Đức chị Nga là 4.600.000, anh Hiền Vũ Tô 6.900.000, cô Mai Thị Thái 6.900.000, anh chị Tâm Trần 2.300.000. Dạ thì con xin mời các cô các chú chuẩn bị lên nhận quà con nha. Dạ cảm ơn. Dạ. Dạ rồi con xin mời cô mấy chú lên nhận quà con. Rồi con gửi quà cho cô nè. Dạ. Rồi nó về nó lẹ. Dạ cô điên này ra luôn nghe cô. Dạ chú hạ quá. Đâu rồi. Rồi cô nhận trước đi. Trước. Dạ. Rồi con gửi tài quà cho cô. Vậy đó dễ rồi đó. Dạ. Hai phiếu rồi hả? Ừ, cái hả? Dạ, ấy hai bao nào không cô? Hai bao. Được. Dạ dạ. Để con ấy ra tiếp. À để đi. Anh trai ấy tia tiếp vô mình này. Hai cô con gửi quà. Rồi. Chú cái rồi, con gửi quà chú nha. Cảm ơn. Rồi chúc chú sức khỏe. Dạ. Hả?
phải không con, kiểm tra có phải không? Dạ con gửi hoài con. Dạ. 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 Ta đi không được nhà chú rồi bác ơi. Rồi con có tiền cho bác. Rồi ra đi bác. Ba phiếu hả? Dạ ba phiếu hả? Dạ. Em ấy cái ba gạo tiếp chị mình ba ba bao mình này. Rồi ba phiếu. Dạ. Đem ngoài mình luôn nha em trai. Dạ 1 2 3. Dạ dạ. Rồi cho từ chút đi. Dạ dạ rồi xếp hàng giùm em đó. Dạ con gửi ông nào không? Rồi cho cậu này trước luôn nha rồi đi. Dạ con gửi tiền bà trước ha. Rồi một bao gạo đó. Rồi hai bác ra đi, hai bác ra đi. Rồi hai bác. Dạ dạ dạ. Con ưu tiên cho mấy bà lớn tuổi trước ha. Dạ. Bà có phiếu không? Nào. Dạ, con gửi quà bà. Nói không ạ? Tê tê đấy. Đấy nói bà. Dạ 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 dạ. Dạ. Dạ con gửi tiền cho bà. Cảm ơn. Dạ dạ. Ok cool. Dạ dạ. Cảm ơn. Dạ gửi tiền cho chú. Dạ. Nó vậy đó gọn không? Dạ rồi. Từ con chăm lên đi thôi. Dạ dạ. Đó. Rồi bên đây chú. Rồi. 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 Rồi con gửi tiền cho con. Dạ dạ. Rồi con gửi tiền cho con. Dạ. Rồi. Đó, đó. Từ từ hai phiếu bên đây. Dạ con gửi tiền cho con mấy phiếu rồi con. Dạ 1 dạ 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 ba hàng bên đây ha. Rồi con gửi phiếu cho tiền con. Dạ dạ rồi tới ỉ. Dạ con gửi tiền cho con. Rồi ra đi. Rồi con gửi tiền cho bà nè. Rồi bà dạ dạ. Rồi mình ra Rồi. Nói mà có. Dạ. Gửi cái gì?
Vũ ơi, gửi tiền cho chị này hai phần. Ở đây còn ba cô chưa có phiếu. Cô ơi, cô không có phiếu phải không? Dạ. Con gửi cho cô phần quà nha. Em lấy gạo cho cô gì mà này. Cô không có phiếu mà cô là xin ghi. Dạ, con gửi quà cho cô nè. Dạ, dạ cô đây, con gửi quà cho cô luôn nè. Cảm ơn. Dạ. Nè cô ơi, con gửi cho cô một phần quà nha. Dạ. Dạ. Rồi con cảm ơn cô. Dạ, ở đây cô. Cảm ơn nha. Dạ. Đây là chú bị gì á cô?
cô ơi, cô ơi. Cô ơi, chú bị gì cô? Dạ, dạ. Rồi cô là vợ của chú hả? Dạ. Dạ, mới đẻ gì luôn? Dạ. Dạ. Rồi chú bệnh hồi nhỏ lớn luôn hả cô? Dạ. Dạ, dạ. Vậy là bệnh này gọi là bệnh tai biến hả cô? Dạ. Dạ. Hôm nay con cũng thay mặt cho cô Đặng Hy Liên tặng cho cô với chú một món quà nhỏ là 1 triệu ha. Dạ. Dạ, cô Đặng Hy Liên gửi cho con. Cô đếm lại con đủ 1 triệu không? Dạ dạ, rồi con cảm ơn cô chú. Dạ. Con chúc chú khỏe nha chú. Ừ. Dạ dạ. Rồi. Con chúc chú khỏe nha. Dạ. Rồi, con cảm ơn cô. Dạ dạ. Em con gửi cho cô một phần nữa nè cô. Dạ dạ. Dạ dạ dạ. Rồi em con gửi luôn nè. Là mấy cô không có phiếu các bạn. Mình tặng riêng cho mấy cô. Cô ơi, cô ơi. Chưa kịp cho tiền cô đi không? cô ơi. Cô ơi. Con có tiền nè. Cô lấy tiền chưa? Cô nãy lấy tiền chưa? Đây rồi ha. Dạ 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 dạ. Dạ dạ. Dạ rồi dạ. Cô nhận quà chưa cô? Dạ. Ờ à, dạ, rồi cho cô một phần nữa Minh Anh Quỳnh. Rồi con gửi cô nữa. Rồi rồi. Dạ. Hôm nay mình đến tiệm gạo của chị và mình mua 150 giỏ. Mỗi một giỏ là 10 kg, mỗi 1 kg là 12.000, vậy là một giỏ 120.000 nha các bạn. Tổng cộng là 18 triệu. Thì mình cọc cho chị qua hết 500. Dạ, bây giờ em lấy tiền cọc lại 500 ha. Em thanh toán chị là 18 triệu. Rồi, chị đếm em đi. Dạ, đếm rồi con. Rồi, đủ anh trai. Dạ, rồi, em cảm ơn chị với em trai nhiều nha. Dạ, rồi rồi. Có ủng hộ xuống dùng mua dùng chị. Dạ dạ, chị bán giá gốc luôn. Tiệm gì tên gì chị? Chị tên Ngọc Ấn. À, Ngọc Ấn ha. Rồi, cảm ơn chị nhiều. Rồi. Dạ vừa rồi là những hình ảnh của chợ Đại An. Một ngôi chợ mà làm em nhớ lại hồi nhỏ đi hay đi chợ với mẹ. Thì trong chợ Đại An hôm nay em tặng cho bà con ở đây là 150 phần quà. Mỗi một phần quà là một giỏ gạo 10 kg, với lại 200.000 tiền mặt. Thì lúc em phát gạo xong á thì có phát sinh rất là nhiều cô chưa có phiếu á, thì em cũng trích số tiền của cô Đặng Thị Liên và của cô Kheo Liên Nguyễn để tặng thêm cho bà con. Thì em xin đọc số tiền hôm nay em sử dụng để tặng quà cho con ở đây. Em xin được phép đọc tên cô chú Mạnh Thân Quân nha. Cô Nguyễn Thị Phương Nga 9.720.000, chú Từ Phong Bùi 6.900.000, anh Trevor Huy Đồng 4.600.000, bác Lê Hớn 6.900.000, anh Đức Chị Nga 4.600.000, chú Hiền Vũ Tô 6.900.000, cô Mai Thị Thái 6.900.000, chị Tam Trần 2.300.000, cô Đặng Thị Liên và cô Kheo Liên Nguyễn. Em sử dụng hôm nay là 2.310.000 số tiền phát sinh trong ngày hôm nay. Rồi em xin chân thành, con xin chân thành cảm ơn cô chú và anh chị đã hỗ trợ em phát quà trong số tiền để em phát quà ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả cô chú Mạnh Thường Quân và anh chị. Tới đây thì em cũng xin kết thúc video của em tại đây. Em cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã theo dõi và ủng hộ kênh Đón Dàn của em. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong các video lần sau nha. Chợ Đại An, xã Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Rồi em xin kết thúc video tại đây.